Daniel, chương 7 Các khải tượng của Daniel Khải tượng thứ nhất của Daniel, bốn con thú Năm thứ nhất triều vua bên sắt xa, nước Babylon, khi đang nằm trên giường, Daniel thấy chiêm bao và những khải tượng trong đầu mình. Ông viết ra để thuật lại nội dung giấc chiêm bao ấy. Daniel nói, ban đêm trong khải tượng, tôi thấy gió khắp bốn phương trời khuấy động biển cả bốn con thú lớn từ biển đi lên mỗi con một khác con thứ nhất giống như sư tử nhưng mang cánh đại bàng tôi nhìn cho đến khi những cánh nó bị bẻ gãy nó bị nhắc lên khỏi đất và đứng trên hai chân như người nó được ban cho lòng dạ loài người này một con thú khác xuất hiện con thú thứ hai giống như con gấu nó đứng nghiêng một bên miệng ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm răng người ta bảo nó đứng lên ăn thật nhiều thịt đi kế đó tôi còn đang nhìn thì kìa một con thú khác giống như con beo trên lưng có bốn cánh như cánh chim con thú có bốn đầu và được trao quyền cai trị sau đó trong khải tượng ban đêm tôi lại thấy một con thú thứ tư trông dữ tợn đáng sợ và mạnh mẽ phi thường nó có bộ răng bằng sắt khổng lồ, nó nuốt và nghiền nát rồi dùng chân dày đạp vật gì còn lại. Nó khác hẳn các con thú trước và có đến 10 cái sừng. Tôi đang suy nghĩ về các sừng đó, thì kìa, có một cái sừng khác nhỏ hơn mọc lên giữa những sừng ấy, ba cái trong những sừng trước bị nhổ tận gốc trước mặt nó. Sừng nhỏ này có nhiều mắt giống mắt người và một cái miệng nói những lời sắc sược tôi nhìn cho đến khi các ngai được sắp đặt hẳn hoi, có đấng thượng cổ ngồi trên đó, áo ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu ngài như lông chiên tinh sạch. Ngai ngài là những ngọn lửa có các bánh xe cháy hừng hực. Trước mặt ngài một dòng sông lửa chảy ra, nghìn nghìn hầu hạ ngài, vạn vạn trầu trước mặt ngài. Tòa bắt đầu xét xử, sổ sách đã mở ra. Bây giờ tôi tiếp tục nhìn vì có tiếng của những lời sắc sược từ các giường ấy nói ra. Tôi vẫn nhìn cho đến khi con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và làm mồi cho lửa. Những con thú còn lại cũng bị tước quyền thống trị nhưng được kéo dài đời sống thêm một thời và một kỳ. Trong những khải tượng ban đêm, tôi lại nhìn thấy một vị giống như con người đến với những đám mây trời. vì ấy đến gần và được đưa đến trước mặt đấng thượng cổ. Đấng thượng cổ ban cho vị ấy quyền thống trị, vinh quang và vương quốc. Mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ đều phục vụ vị ấy. Quyền thống trị Ngài là quyền đời đời, chẳng hề mai một. Và vương quốc Ngài không bao giờ suy vong. Lời giải thích các khải tượng Tôi, Daniel, tâm linh tôi khắc khoải những khải tượng trong đầu làm tôi bối rối. Tôi đến gần một trong những người đứng đó và hỏi sự thật về tất cả những điều này. Người ấy giải nghĩa cho tôi như sau. Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ xuất hiện trên đất. Nhưng các thánh của đấng trí cao sẽ tiếp nhận vương quốc và nắm giữ vương quốc ấy đời đời cho đến đời đời vô cùng. Bây giờ, tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư là con khác hẳn các con thú khác vô cùng dữ tợn với răng sắt và móng đồng. Nó cắn nuốt, nghiền nát và lấy chân dày đạp những gì còn sót lại. Tôi cũng muốn biết thêm về 10 cái sừng ở trên đầu nó và về cái sừng khác mọc lên khiến ba sừng rụng xuống trước mặt nó. Là cái sừng có mắt và miệng nói những lời sắc dược và có vẻ mạnh bạo hơn những sừng khác. Khi tôi nhìn, cái sừng này tranh chiến với các thánh và chiến thắng cho tới khi đấng thượng cổ ngự đến lập sự phán xét để bênh vực các thánh của đấng trí cao và đến kỳ các thánh thừa hưởng vương quốc người ấy giải thích với tôi con thú thứ tư sẽ là vương quốc thứ tư trên đất khác hẳn mọi vương quốc kia vương quốc đó sẽ ăn nuốt dày đạp và nghiền nát cả trái đất mười cái sừng là mười vua sẽ ra từ vương quốc đó nhưng sẽ có một vua nổi lên sau khác hẳn các vua trước và sẽ đánh đổ ba vua. Vua này sẽ nói những lời xúc phạm đấng trí cao, làm hao mòn các thánh của đấng trí cao. Vua định thay đổi thời và luật pháp, các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy, cho đến một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ. Nhưng tòa sẽ phán xét, và quyền thống trị của nó sẽ bị tước bỏ, để tận diệt và hủy phá vĩnh viễn quyền ấy bây giờ vương quốc quyền thống trị và sự cao trọng của các vương quốc trong thiên hạ sẽ được ban cho dân các thánh của đấng trí cao vương quốc của ngài là vương quốc vĩnh cửu và mọi quyền thống trị đều phục vụ và vâng lời ngài sự việc kết thúc tại đây còn tôi daniel các ý tưởng khiến tôi vô cùng bối rối mặt mày biến sắc nhưng tôi vẫn ghi nhớ những việc đó trong lòng Daniel, chương 8 Khải tượng thứ hai của Daniel, chiên đực và dê đực Năm thứ ba triều vua bên sát xa, có một khải tượng hiện đến với tôi, Daniel. Khải tượng này đến sau khải tượng tôi đã thấy trước đây. Trong khải tượng tôi thấy mình đang ở trong cung Su Sơ thuộc tỉnh Elam và cũng trong khải tượng tôi thấy mình đang ở cạnh sông U Lai. Tôi ngước mắt lên và thấy một con chiên đực có hai sừng đứng cạnh bờ sông, cả hai sừng đều cao, nhưng một sừng cao hơn sừng kia và sừng cao hơn lại mọc lên sau. Bấy giờ, tôi thấy con chiên đực lấy sừng hút về phía tây, phía bắc và phía nam. Không một loài thú nào chống cự nó được và không gì có thể thoát khỏi tay nó. Nó muốn làm gì tùy thích và ngày càng lớn mạnh. Khi tôi đang chăm chú nhìn thì kìa một con dê được đến từ phía tây đi dảo khắp mặt đất mà chân không chạm đất con dê đó có một cái sừng lớn nhô hẳn lên giữa hai con mắt nó đến chỗ con chiên đực có hai sừng mà tôi đã thấy đứng cạnh bờ sông con dê hùng hổ xông vào con chiên đực tôi thấy nó tiến sát con chiên đực và giận dữ húc con chiên đực làm gãy hai cái sừng con chiên đực không đủ sức chống lại con dê vật nó xuống rồi dày đạp lên trên và chẳng ai có thể cứu con chiên đực khỏi nó được. Con dê đực trở nên cực kỳ to lớn, nhưng đang lúc nó mạnh mẽ thì cái sừng lớn của nó bị gãy và ngay chỗ đó có bốn cái sừng nhô ra theo hướng gió bốn phương trời. Từ một trong các sừng đó nhú ra một cái sừng nhỏ, rồi trở nên vô cùng lớn, hướng về phía nam, phía đông và về miền đất vinh hiển nó vươn đến tận đạo quân trên trời làm cho một phần đạo quân và một phần các ngôi sao rơi xuống đất rồi dày đạp lên chúng nó tự cho mình lớn bằng vị tướng chỉ huy đạo quân dẹp bỏ tế lễ thiêu hằng hiến khỏi ngài và phá đổ nơi thánh của ngài do tội ác mà đạo quân đã bị phó cho nó cùng với tế lễ thiêu hằng hiến cái sừng đó quăng sự thật xuống đất nó thành công trong mọi việc nó làm bấy giờ tôi nghe một đấng thánh nói và một đấng thánh khác nói với đấng đang nói đó rằng khải tượng về tế lễ thiêu hằng hiến về tội ác đưa đến sự hủy diệt về việc phó nơi thánh cùng đạo quân để bị dày đạp dưới chân nó sẽ còn kéo dài đến bao giờ đấng ấy trả lời cho đến hai nghìn ba trăm buổi chiều và buổi sáng sau đó nơi thánh sẽ được thanh tẩy lời giải thích khải tượng khi tôi daniel nhìn thấy khải tượng đó và đang tìm hiểu thì bỗng dưng có ai đó mang hình dạng người nam đứng trước mặt tôi tôi nghe tiếng một người nam gọi từ giữa sông u lai bảo rằng gabriel hãy giải thích cho người này hiểu khải tượng đi vị ấy liền đến gần chỗ tôi đứng thấy vị ấy đến tôi kinh hãi và ngã sấp mặt xuống đất nhưng vì ấy bảo tôi hỡi con người hãy hiểu rằng khải tượng này liên quan đến thời kỳ cuối cùng khi vì ấy còn đang nói với tôi thì tôi chìm vào giấc ngủ mê mặt sấp xuống đất nhưng vì ấy chạm vào tôi khiến tôi đứng dậy và bảo này ta sẽ bảo cho ngươi biết điều sẽ xảy đến vào cuối kỳ thịnh nộ vì điều này liên quan đến kỳ cuối cùng đã được ấn định con chiên đực có hai sừng mà ngươi đã thấy là các vua nước Medi và Ba Tư. Con dê đực là vua nước Hy Lạp và cái sừng lớn mọc giữa hai con mắt là vua đầu tiên. Còn cái sừng gãy đi và có bốn sừng khác mọc thế vào chỗ đó, tức là bốn vương quốc nổi lên từ quốc gia đó nhưng không có sức mạnh của quốc gia đó. Vào cuối thời trị vì của chúng, khi tội ác đã đạt đến tột đỉnh một vua có bộ mặt hung dữ lắm mưu mô xảo quyệt sẽ xuất hiện quyền lực của vua ấy gia tăng nhưng không bởi sức riêng của mình vua ấy gây ra những sự tàn phá khốc liệt và thành công trong mọi việc mình làm vua ấy cũng tiêu diệt những người hùng mạnh cùng dân thánh nhờ vào xảo thuật vua ấy thực hiện thành công các mưu đồ gian dối vua sinh lòng tự cao tự đại vua bất ngờ tiêu diệt nhiều người và dám nổi lên chống lại chúa của các chúa nhưng vua ấy sẽ bị tiêu diệt dù không bởi tay loài người khải tượng về các buổi chiều và các buổi sáng đã nói đến là sự thật nhưng ngươi phải giữ kín khải tượng đó vì nó thuộc về tương lai xa bấy giờ tôi daniel kiệt sức và đau ốm trong nhiều ngày sau đó tôi trỗi dậy và làm công việc cho vua. Tôi rất bàng hoàng về khải tượng ấy và vẫn không sao hiểu hết ý nghĩa. Thi Thiên 116 Cảm tạ Chúa đã giải cứu mình khỏi chết. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài chọn đời tôi, bởi vì ngài cũng nghiêng tai qua tôi. Dây sự chết vương vấn tôi, nỗi đau đớn của âm phủ nắm lấy tôi. Tôi gặp gian chân và sầu khổ, nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng, Đức Giê-hô-va ôi, cầu xin ngài giải cứu linh hồn con. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công chính. Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo vệ người thật thà khi tôi bị khốn khổ, Ngài giải cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. Tôi vững tin dù tôi có nói, con đau buồn quá đỗi. Trong cơn bối rối, tôi nói rằng: Mọi người đều nói dối. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các điều tôi hứa nguyện trước mặt toàn thể con dân Ngài. Sự chết của những người thánh là quý báu dưới mắt Đức Giê-hô-va. Lời Đức Giê-hô-va, con là đầy tớ Ngài. Thật, con là đầy tớ Ngài, con trai của tớ gái Ngài. Ngài đã mở gông cùng cho con. Con sẽ dâng lên Chúa tế lễ tạ ơn và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Con sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các điều con hứa nguyện trước mặt toàn thể con dân Ngài. Trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va, ở giữa giê sa lem Hallelujah. Châm ngôn chương 9 Lời mời gọi của sự khôn ngoan và ngu dại Sự khôn ngoan xây cất nhà mình, đẽo cho mình bảy cây cột, làm thịt thú vật, pha rượu nho, dọn bàn tiệc sẵn sàng và sai các tớ gái mình ra đi. Từ các nơi cao của thành, sự khôn ngoan kêu gọi. Ai là người ngu dốt, hãy vào đây. Còn với người thiếu hiểu biết, sự khôn ngoan bảo, hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha. Hãy từ bỏ sự khờ dại thì sẽ được sống, và hãy bước theo con đường thông sáng. Những lời châm ngôn phổ thông Ai sửa dậy kẻ nhạo báng sẽ chuốc lấy xì nhục cho mình và ai khiển trách kẻ hung ác sẽ bị nhuốc nhơ. Đừng khiển trách kẻ nhạo báng, kẻo nó ghét con. Hãy khiển trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu con. Hãy trao cơ hội cho người khôn ngoan, người sẽ khôn ngoan hơn. Hãy dạy dỗ người công chính, người sẽ tăng thêm tri thức. Sự kính sợ Đức Chúa Hô Va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhận biết đấng thánh, đó là sự thông sáng vì nhờ ta các ngày của con sẽ được thêm nhiều lên và tuổi đời của con sẽ được gia tăng nếu con khôn ngoan thì chính con được ích lợi nếu con nhạo báng thì một mình con phải gánh chịu hậu quả lời mời gọi và hứa hẹn điên rồ người đàn bà điên dại hay la lối ngu muội chẳng hiểu biết gì nó ngồi trước cửa nhà mình trên ghế ở các nơi cao của thành để mời mọc những người qua lại là những người đi thẳng đường mình và nói ai ngu dốt hãy vào đây nó cũng nói với người thiếu hiểu biết rằng nước uống trộm ngọt lắm bánh ăn vụng ngon thay chúng chẳng biết đó là nơi chết chóc khách nó mời đều xuống vực thẳm âm ti